chào quý vị khán giả. Kênh tin tức thời sự chuyên cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Hãy like và share để những video hữu ích này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Cựu đại úy Lê Thị Hiền từng đại náo sân bay bị đưa ra xét xử phúc thẩm. Tổng Bí thư không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ làm mất đoàn kết. Cựu cục phó Trần Hùng chuẩn bị hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Cựu đại úy Lê Thị Hiền từng đại náo sân bay bị đưa ra xét xử phúc thẩm. Thưa quý vị, dự kiến chiều ngày 17 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm cựu đại úy Lê Thị Hiền, 40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội và đồng phạm về tội cướp tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa Hà Nội tuyên án 18 bị cáo trong vụ án cướp tài sản. Riêng bị cáo Lê Thị Hiền sinh năm 1983 ở Cầu Giấy, Hà Nội nhận mức án 7 năm tù vì tội cướp tài sản. Các bị cáo còn lại nhận án từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù vì cùng tội danh. Cựu đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất gần 4 năm trước, sau đó đã làm đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm từng được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở trong tháng 5 nhưng phải tạm hoãn. Theo cáo buộc, năm 2019, Vũ Anh Hoàng sinh năm 1991 ở Quảng Ninh, Nguyễn Đức Thăng sinh năm 1992 ở Hà Nội và Lê Thị Hiền cùng góp vốn ban đầu khoảng hơn 2 tỷ đồng để mở quán Magic Lu, trong đó bị cáo Hiền góp 20%, địa chỉ quán ở phố Tôn Đức Thắng kinh doanh đồ uống bóng cười. Theo phân công, Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Magic. Trong khi đó, Thăng phụ trách mảng chạy quảng cáo để tìm kiếm khách, còn Hiền quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và lo mảng đối ngoại. Lợi nhuận của quán sẽ chia theo phần trăm vốn góp của mỗi người. Đến tháng 3 năm 2020, Hoàng Thăng Hiền ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang, sinh năm 1993 ở Hà Đông, Hà Nội, lên chương trình hoạt động cho quán Magic. Sau khi ký hợp đồng, Trang tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành hoạt động của quán Magic qua Facebook cho nhóm cổ đông. Trong đó có nội dung cách thức hoạt động tìm kiếm khách qua mạng xã hội Tinder đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, họ sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn như hoa quả, đồ uống, rượu bia bóng cười để khách phải thanh toán hoặc phải để lại tài sản có giá trị. Nhưng do dịch bệnh Covid-19, quán Magic không có khách nên Trang phải tiếp tục làm đến tháng 3 năm 2021. Để hoàn thành hợp đồng, Trang áp dụng cách thức dùng nữ nhân viên booking của quán lên các trang mạng xã hội như Tinder, Badoo để hẹn hò làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa ra các dịch vụ của quán như đồ ăn, đồ uống, bóng cười lên. Sau đó nhân viên bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền. Trang cũng cho thành lập đội bảo an gồm các nhân viên nam trong nhóm booking có nhiệm vụ như đội bảo kê để đánh ép khách nếu không chịu trả tiền. Cách thức này trong quán gọi là dí bưu. Trong tháng 3 năm 2021, Trang hoàn thành tất cả các mục tiêu ký hợp đồng nên nhóm cổ đông muốn ký thêm với Trang một hợp đồng mới với mục đích để Trang tiếp tục đem lại lợi nhuận. Tại địa chỉ số 280 xã Đàn, Hoàng Thăng và Trang đã thỏa thuận thống nhất nội dung khoán cho Trang, chạy doanh thu cho quán trong 3 tháng và Trang sẽ được hưởng phần trăm theo doanh số cụ thể mà cả nhóm đã đưa ra. Trang nói với Hoàng và Thăng, nếu chỉ tiêu doanh số cao như vậy, sẽ phải đẩy mạnh áp dụng hình thức dí bưu. Trang sợ nếu làm mạnh dễ liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, Hoàng Thăng hứa nếu liên quan đến pháp luật, đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết. Sau khi thỏa thuận thống nhất với Trang và Hoàng, Thăng đã trao đổi lại với Hiền về việc mỗi tháng sẽ trích từ doanh thu 31 triệu đồng để Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý. Về phần mình, để đảm bảo doanh số như thỏa thuận, Trang yêu cầu các nhân viên booking nữ dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội làm quen với khách nam rồi lôi kéo khách đến quán. Trước khi khách đến, nhân viên booking sẽ gọi đồ bày sẵn ra bàn. Sau khi khách đến chơi được một lúc, các nhân viên booking sẽ bỏ trốn để lại khách. Tiếp đó, nhân viên của quán sẽ bắt khách phải trả số tiền này. Nếu không có tiền, khách sẽ phải để lại tài sản. Khách nào không chịu trả tiền sẽ có các nam nhân viên ra nói chuyện đe dọa, ép trả tiền, ép để lại tài sản có giá trị. Cáo buộc cho rằng với mô hình hoạt động như trên, các bị cáo đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản của khách tại quán. Tổng Bí thư không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ làm mất đoàn kết. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm, kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ vào sáng 15 tháng 5, khi đề cập tới việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng
về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, giúp các đồng chí tự lấy phiếu tín nhiệm, tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương trình độ năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Vẫn theo Tổng Bí thư, thực hiện các quy định 96, kế hoạch 16 của Bộ Chính trị và trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định của Bộ Chính trị khóa 11 và khóa 12, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và gửi trình Trung ương báo cáo kiểm điểm cá nhân của mình, trong đó tự nhận xét đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chỉ ra những hạn chế và giải pháp khắc phục, báo cáo giải trình các vấn đề mà cấp có thẩm quyền hoặc người ghi phiếu yêu cầu. Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng và tính chất của vấn đề, đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ các báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng quy định số 96 QĐTVK và kế hoạch số 16 KHTVK của Bộ Chính trị. Đặc biệt là bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm tinh thần xây dựng của các ủy viên Trung ương Đảng trong việc xem xét thể hiện sự tín nhiệm của mình, tôn trọng quyền báo cáo giải trình của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Đánh giá đúng phẩm chất năng lực, kết quả cụ thể, thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm, đảm bảo là tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm, kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Theo chương trình, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5. Cựu Cục Phó Trần Hùng chuẩn bị hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Kính thưa quý vị, thẩm phán Mai Văn Quang sẽ là chủ tọa phiên tòa xét xử ông Trần Hùng và 35 bị cáo khác trong vụ án sản xuất mua bán hàng giả. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử 36 bị cáo trong vụ án sản xuất mua bán hàng giả, trong đó ông Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304 Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương bị xét xử tội nhận hối lộ. Ba bị cáo khác là cựu cán bộ đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bị xét xử tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Lê Việt Phương, nguyên phó đội trưởng, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, cùng là cựu kiểm soát viên. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào sáng 31 tháng 5, xét xử trong 7 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Chủ tọa phiên tòa là ông Mai Văn Quang. Theo cáo trạng, năm 2020, công ty Phú Hưng Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bị can Cao Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ. Viện kiểm sát cho rằng ông Hùng đồng ý với đề nghị của Thuận nhưng yêu cầu bị can này phải chỉ điểm một số cơ sở in lậu sách khác. Sau đó thì Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải để gặp ông Hùng, ngỏ ý chi 400 triệu đồng. Sau lần trao đổi với Hải, ông Hùng đã hướng dẫn các bị can thay đổi lời khai về nguồn gốc chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Ngoài cáo buộc hướng dẫn bà Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, bị can Trần Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính. Sáng 14 tháng 7 năm 2020, Hải mang 300 triệu đồng của Thuận để trong túi ni lông màu đen đến phòng làm việc của ông Hùng. Thấy tại đây có nhiều người, Hải cầm túi tiền ra về. Chiều hôm sau, anh ta mang tiền trở lại phòng làm việc và đưa cho ông Hùng. Quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên là cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của bị can Hải cùng nhiều dữ liệu điện thoại và lời khai của những người khác, đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng của bà Thuận thông qua Hải. Ngoài những nội dung trên, bị can Thuận khai nhiều lần đưa tổng số tiền là 330 triệu đồng cho Phương và đội quản lý thị trường số 17. Sau đó thì Phương chia cho hai thủ cấp tổng cộng 11 triệu đồng. Tại cáo trạng, Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị can đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự nhưng chỉ bị xử lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường.